Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vàng tăng giá mỗi ngày, nhà đầu tư nên mua hay bán? Sau nhiều ngày mải miết tăng, giá vàng trong nước và thế giới hiện biến động không ngừng nghỉ, thường xuyên dao động trên 80 triệu đồng một lượng. Đặc biệt, có những phiên giao dịch vàng chạm mốc 85 triệu đồng một lượng, cao nhất mọi thời đại. Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, một số chuyên gia kinh tế trong nước khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào vàng thời điểm này bởi thị trường vàng biến động khó lường, khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước hiện nay đang ở ngưỡng cao, đẩy rủi ro về phía người đầu tư. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc, xem xét không tham gia thị trường vàng vào thời điểm này, đồng thời chờ giá vàng thế giới điều chỉnh xuống khoảng 100 USD một ounce rồi hãy xem xét các bước tiếp theo, nguồn tin từ VTC News. Chia sẻ thêm về vấn đề này, theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, nhà đầu tư nên cẩn thận và tự kiềm chế trong cơn sốt vàng. Trong cơn sốt vàng, tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng, bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ. Ông nói, cũng theo ông Hiếu, giá vàng đang rất sốt, không nên nóng vội, bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng. Nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh, các tuyên bố, động thái của chính phủ, ngân hàng nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường. Đồng quan điểm, chuyên gia về vàng Trần Duy Phương cũng cho rằng đây là thời điểm giá vàng khá cao nên nhà đầu tư không nên mua vào. Ông Phương nhận định, nếu giá vàng thế giới giảm khoảng 100 USD một ounce thì giá vàng trong nước sẽ giảm chậm hơn tầm 1 đến 1,5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới đã giảm 100 USD một ounce mà không tăng luôn, lại đi ngang hoặc đứng trong vòng một tuần, sẽ xuất hiện sự điều chỉnh giảm từ từ tiếp theo của giá vàng trong nước. Theo đó, chuyên gia này khuyến cáo đầu tư vàng hiện nay rất rủi ro nên các nhà đầu tư nên cân nhắc, có thể chờ giá vàng thế giới điều chỉnh xuống khoảng 100 USD một ounce rồi hãy xem xét đầu tư. Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia, việc sửa nghị định 24 sắp tới có thể khiến giá vàng trong nước hạ nhiệt. Vì vậy, không nên mua vàng lúc giá đỉnh như hiện nay. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam VGTA, Cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam, nếu sửa Nghị định 24, nguồn cung vàng sẽ tăng, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này có thể khiến giá vàng SJC giảm cả chục triệu đồng một lượng. Ngược lại, nếu không tăng nguồn cung, giá vàng SJC có thể tăng lên mức 85 triệu đồng một lượng. Câu chuyện giá vàng sắp tới phụ thuộc lớn vào giải pháp căn cơ là tăng nguồn cung. VGTA có đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép lưu hành một vài thương hiệu vàng miếng khác như PNG, Doji thay vì chỉ có SJC để tăng tính cạnh tranh về mặt giá cả và đa dạng hóa nguồn cung, ông Khánh cho hay. Chia sẻ thêm về điều này, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam VGTA cũng cho rằng Ngân hàng Nhà nước phải sửa gấp Nghị định 24 cho phép nhập khẩu vàng. Nếu tăng nguồn cung, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường thì giá vàng SJC có thể sẽ giảm nhiệt thay vì tăng không ngừng như hiện nay. Giá vàng tăng chóng mặt, nhiều cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo hết vàng nhẫn. Những ngày qua, trước tình hình giá vàng liên tục lập đỉnh. Theo tâm lý đám đông, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô đi mua vàng nhẫn với kỳ vọng giá vàng còn tiếp tục tăng cao. Ghi nhận của Lao động ngày 10 tháng 4 tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Mi Hồng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đông đúc người dân đến giao dịch, đa phần là khách mua vào. Hiện, cửa hàng này đang tạm thông báo hết vàng nhẫn vì nhu cầu khách tăng đột biến so với trước đó. Nhiều người đành phải ngậm ngùi quay về vì hết hàng. Đại diện cửa hàng kinh doanh vàng bạc Mi Hồng cũng cho biết, trước tình hình khách hàng đến mua vàng nhẫn liên tục tăng, cửa hàng quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chỉ một ngày. Mỗi ngày cửa hàng chỉ có số lượng vàng nhẫn nhất định. Từ sớm đã có đông khách đến mua vàng nhẫn và chỉ sau vài giờ đồng hồ, cửa hàng đã hết sạch vàng nhẫn, vị này nói. Tương tự, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc nổi tiếng khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không có vàng nhẫn trơn để bán cho khách và vàng miếng cũng hết. Vàng nhẫn đã hết mấy hôm nay và chỉ còn vàng miếng loại một chỉ. Lượng khách tới hỏi mua vàng nhẫn tăng vọt so với đầu tháng 4. Khách mua phải đặt hàng trước và cũng bị giới hạn số lượng mua. Việc giới hạn này nhằm đảm bảo duy trì đủ hàng để bán ra cho mọi người. Ai cũng có thể mua, tránh tình trạng khan hiếm, đại diện cửa hàng vàng bạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cho hay. Nhập khẩu vàng cũng mang theo nhiều rủi ro về thanh toán ngoại hối. Đánh giá việc nhập khẩu vàng tác động thế nào đến cung, cầu ngoại tệ và tỷ giá, trao đổi với VN Economy, chuyên gia phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM nhận định, đây là cách để bình ổn thị trường nhanh nhất và hạn chế được tình trạng nhập lậu vàng đang rất nhức nhối hiện nay, cũng như làm cho tỷ giá thị trường chợ đen trong thời gian qua luôn nóng sốt và cao hơn so với tỷ giá trong ngân hàng.
Tuy nhiên, cần lưu ý, việc nhập khẩu vàng cần nhập khẩu theo hạn ngạch, tức ngân hàng nhà nước sẽ cân đối dựa trên thặng dư cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối hàng năm. Để cấp hạn mức nhập khẩu vàng phù hợp, tránh việc dùng nguồn lực ngoại tệ quá lớn cho việc nhập khẩu vàng có thể ảnh hưởng đến cán cân thanh toán cũng như tỷ giá của Việt Nam, cũng như cần chắt chiu lượng dự trữ ngoại hối hiện tại để ưu tiên cho các việc quan trọng hơn là bình ổn giá vàng, một sản phẩm không thiết yếu và không hỗ trợ gì nhiều cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nếu không muốn nói là rào cản trong việc huy động nguồn lực trong nền kinh tế cho tăng trưởng. Ngoài ra, trong cuộc họp Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia diễn ra mới đây, các chuyên gia kinh tế đều ghi nhận kết quả đạt được nổi bật nhất của Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng là hạn chế được rủi ro cho hệ thống ngân hàng, ổn định thị trường vàng, hạn chế tình trạng vàng hóa, coi vàng là phương tiện thanh toán. Nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng đã đến lúc thay đổi chính sách quản lý. Theo đó, Bộ Công Thương nhận định hiện nay, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ đã có nhiều phát triển, đóng góp nhiều đối với kinh tế của đất nước. Vướng mắc, tồn tại của thị trường vàng miếng hiện nay là chênh lệch cao giữa giá vàng miếng SJC so với các loại vàng khác, ảnh hưởng phần nào đó tới hệ thống tổ chức tín dụng, tỷ giá và thị trường ngoại hối chính thức. Tuy nhiên, cũng cần chú ý là nếu thị trường từ độc quyền chuyển sang độc quyền nhóm, tức chỉ một số doanh nghiệp được phép kinh doanh và phân phối vàng miếng, thì cấu trúc thị trường cũng sẽ không thay đổi quá nhiều khi các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn có thể thống nhất giá với nhau để cùng có lợi chung. Nên đây có thể là giải pháp làm hạ nhiệt giá vàng nhưng chưa hẳn là giải pháp tốt nhất. Bên cạnh đó, việc phá bỏ độc quyền vàng miếng cũng cần đi đôi với việc cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trở lại. Vì nhu cầu vàng trong nước tăng cao, trong khi nguồn cung trong nước không nhiều nên không nhập khẩu vàng thì cũng sẽ khó có nguồn để sản xuất vàng miếng. Và các nhà vàng sẽ vẫn ưu tiên sản xuất vàng trang sức có lợi nhuận cao hơn. Cũng có ý kiến cho rằng, một cách khác để đáp ứng nguồn cung vàng trong nước là phát triển các sản phẩm vàng phi vật chất, mô hình sàn giao dịch vàng. Tuy vậy, quan điểm này không được giới chuyên môn đánh giá cao. Các nhà chuyên môn cho rằng, trước đây chúng ta cũng đã phải đóng các sàn vàng tài khoản bởi những hệ lụy của nó đối với xã hội. Cơ bản, nó chính là một sòng bạc nơi mọi người cá cược với nhau, giá vàng tăng hay giảm và với đòn bẩy cực lớn, người thắng thì ít và người thắng cuối cùng chắc hẳn cũng sẽ là nhà cái, chủ sàn vàng ảo hay vàng tài khoản. Do vậy, nếu có xây dựng sàn vàng thì nó phải là sàn vàng vật chất thực sự, có giao nhận vàng. Việc xây dựng sàn vàng có thể giúp tránh tình trạng độc quyền cũng như lũng đoạn giá vàng như hiện nay, nhưng không nên cho phép giao dịch vàng tài khoản vì nó có thể biến các sàn vàng này thành những nơi cá cược đúng nghĩa đen và khiến nguồn lực kinh tế chảy vào vàng và những trò đỏ đen thay vì vào nền kinh tế thực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cần vừa phải dung hòa và bình ổn thị trường vàng nhưng cũng vẫn phải kiềm hãm thị trường này để nó không trở nên quá phổ biến vì vàng hóa nền kinh tế không hề tốt cho tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong ngắn hạn, về dài hạn, ngân hàng nhà nước cần có các giải pháp nhằm giảm sức hấp dẫn vàng trong nền kinh tế, loại bỏ vàng ra khỏi lưu thông. Đây là điều mà các ngân hàng trung ương trên thế giới luôn cố gắng làm để gia tăng tính chủ động và hiệu quả trong chính sách tiền tệ cũng như tận dụng mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước. Mới đây nhất, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, đơn vị này đã gửi đề xuất và kiến nghị tới nhà quản lý về việc cho phép 3 doanh nghiệp là P&G, SJC, Doji được nhập 1,5 tấn vàng một năm, tương ứng mỗi doanh nghiệp nhập 500 kg vàng mỗi năm. Ông Khánh nêu rõ, phía Hiệp hội kiến nghị cho nhập vàng nguyên liệu để các doanh nghiệp chế tác vàng nữ trang. 3 đơn vị được kiến nghị đều là các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất của ngành. Ông hy vọng cơ quan quản lý cho thí điểm trước với các đơn vị này chứ không phải làm đại trà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.